Em chào các bác. Clip này sẽ thử test cho các bác bộ bu A15 series 3 với một con âm ly rất là cỏ. Và em sẽ cho các bác thấy là tại sao mà anh em lại chuộng A15. Đấy, trong này anh em rất là chuộng nhá. Bởi vì nó đánh phải gọi là thước vàng hạ cám luôn. Kể cả các bác có những cái âm ly dàn nhá. Em nói những cái âm ly dàn, kể cả dàn mini luôn này. Hoặc những cái dàn mà ví dụ như ba thớt giả rời, hoặc là những cái đài mà trên những cái ô tô, ví dụ các bác mà mua được những cái đài trên ô tô, ví dụ người ta thay cái màn hình DVD vào ấy, thì những cái đài CD của những cái ô tô các bác báo ra, các bác đấu nguồn mà các bác dùng với bộ A15 tiếng rất là hay luôn đấy. Từ từ đi. Bộ A15 thì tiếng nó đánh nó dễ ghép. Bộ này thì nó thiết kế là, các bác nhìn đây là xí ngầu của nó nhá. Còn đây là cục súp này. Thì mỗi bộ này nó có một cục súp. Cục súp nó có hai cái loa súp ở trong, hai cái loa súp mười mấy ấy. Em cũng chưa bao giờ em tháo ra luôn, chỉ có xem ở trong hãng thôi. Cái bộ này thì về nó rất là lành, nó dễ chơi. Đấy, đây là con Pioneer cỏ hôm nay em ghép nhá, Pioneer i7. Các bác nhìn này, điện 100V. Cái con này thì nó sở trường của nó thì nó đa dạng lắm, bởi vì cái phần bát tép chung nó lên nó rất là ấn tượng. Thiết kế này thì giống loa vi tính, nhưng mà dòng A15 nó không phải loa vi tính các bác nhé. Loa vi tính thì nó sẽ tích hợp luôn âm ly ở trong cục súp, nhưng cái bọn này thì hoàn toàn là hơi hết, do đó các bác chơi đều phải có âm ly các bác nhé. Cho nên là nhiều anh em mà chưa biết thì hay hỏi hay là cái này mà em không dùng âm ly cắm vào có lên tiếng chắc là không lấy được tiếng. Xí ngầu của nó thì mỗi xí ngầu nó cũng có hai loa, nó quay được khoảng 180 độ hơn đấy, phải 270 độ đấy các bạn. Cái dòng này nó thiết kế thực ra nó là loa bình thường, nhưng cái ông này ông ý thiết kế, ông bô thiết kế là ông tách ra như này để anh em mình súp, anh em mình có thể nhét ở dưới để cái âm trầm của nó tốt hơn. Còn hai cái xí ngầu này thì mình có thể biến thiên, mình treo hoặc mình để trên kệ, nó rất là gọn. Mà tiếng nhiều khi một bộ này mà các bác để cái phòng khoảng tầm 25m, các bác để nghe, nhiều anh em vào không biết, cứ nghĩ là loa giấu đâu, không nghĩ là mỗi hai cái xí ngầu bé xíu này mà nó tiếng nó vô được vậy đâu. Tiếng nó rất là hay. Em ghép thì rất là nhiều các loại rồi, nhưng mà hôm nay mới ghép con i7 này cho các bác xem. Cho nên là anh em nào mà chưa biết về dòng này mà lăn tăn về cái âm ly của mình có kéo được không thì cứ xem những cái clip này thì mình sẽ vỡ ra nhiều. Em sẽ thiết kế rất là nhiều những cái âm ly khác nhau để làm sao cho nó giống nhất với những cái âm ly ở nhà các bác có. Đấy, để vừa cho các bác trải nghiệm luôn. Đấy, bây giờ các bác nghe thử nhá.
feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down my face. Trying to forget my feelings of love. My home.